Một phần này là bao nhiêu cô? Bánh luôn à, cái này là 44 ngàn. Thập cẩm đúng không? Thập cẩm đầy đủ là 44 nha. Đây trong này một cái tôi tỏ lòng này gồm có này, tim này, gan này. Rồi, quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khoảng 9 giờ nhé. Kiên đã có mặt ở con đường Cô Giang, phường Cô Giang, quận 1 nhé. Ở đây là cái số 93 đường Cô Giang, quận 1 nhé. Hôm nay Kiên đi qua đây thì muốn chia sẻ với quý vị một cái cánh cháo lòng của cô ở đây này. Cánh cháo lòng rất là ngon luôn quý vị. Đây cháo lòng, đây cháo lòng của cô này. Cháo lòng nhìn rất là hấp dẫn luôn, và đặc biệt là cái nồi này, nồi này rất là đặc biệt này, hai cái thau ướp lại là bán cho khách mang về này. Ở đây mình bắt đầu bán từ mấy giờ cô nhỉ? 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Bán từ 6 giờ sáng mà tới 6 giờ chiều. 62 ngàn. Một phần này là bao nhiêu cô? Bánh luôn à, cái này là 44 ngàn. Thập cẩm đúng không? Thập cẩm đầy đủ là 44 nha. Đây trong này một cái tôi tỏ lòng này gồm có này, tim này, gan này, rồi cuống họng này, đầy đủ lòng phèo, rất hấp dẫn luôn. Ở đây có quẩy này, ăn với đậy quẩy. Cái này là lòng chiên cô nhỉ? Dầu chiên. Dầu chiên. Ở ngoài Bắc gọi là lòng chiên, ở đây là gọi là dồi chiên. Này là ngon nhất, là quán này là ngon nhất. Ngon nhất là dồi chiên này đấy. Món đắt là cũng nhờ cái món này. Dạ. Yeah. Ở đây là mình được bao nhiêu năm rồi nhỉ? 80 mấy năm rồi. 80 mấy năm rồi. Đó là bà nội bán. Dạ. Yeah. Bán là tới cô quán rồi mấy bữa dịch vậy bán được không cô? Bán cũng có, cũng hơi vắng. Hơi vắng không? Bán cho khách đem về. Đa số. Đâu dám ra đường nữa, hơi vắng. Cái này thì mình sáng cô dậy chuẩn bị đồ này lâu không? 2 giờ dậy rồi. 2 giờ bắt đầu dậy. Đi lấy đồ tươi á. Lòng của bích xăng á. Dạ. Không có bán đồ đông lạnh. Thịt cái lòng nó mới ngon, nó còn nóng luôn. Dạ. Đồ bảo đảm. Dịch này mình bán đa số đem về nhiều đúng không? Mà mấy bữa nay cũng có cho ngồi ăn lại rồi. Ở đây cô bán thêm cơm cháy nữa hả? Cháy nhà làm. Nhà làm luôn hả? Có một cháy già bông nè quý vị. Bịch này dễ thương quá hả? Cái này là mình bán từ đời gọi là bà nội. Bà nội. Bà nội. Yeah. Đây là gọi là cháu lòng bà Út hả? Bà nội là tên Nguyễn Thị Có, còn cháu lòng bà Út là cô. Cô là bà Út hả? Cô là bà Út. Út không có chồng mà mấy chị em ở chung với Út á. Bây giờ Út có chết mới để lại cho cháu lòng. Dạ. Đây là mình bán luôn. Cô là cái gì của bà Út? Cô là cô Út á, là chị của ba. Út không có gia đình. Dạ. Mấy chị em ở giống từ nhỏ
tới giờ. À. Đây là nhà của mình luôn. Không, này thuê. À, này mình thuê. Sao cái nồi của mình lại làm hai cái thau ốp lại sao nhỉ? hồi xưa là làm bằng nồi đồng. À. Còn bây giờ đó là đồng chất thất lạc rồi. Dạ. Yeah. Rồi ở nhà mới tự chế ra cái nồi này. À. Người ta mấy người bảo là cái nồi này là bằng thân máy bay đúng không? Đúng rồi, là làm bằng nhôm máy bay. Làm bằng nhôm máy bay hả? Ủa nhôm máy bay là nhôm như nào chị nhỉ? Cô nhỉ? Nghe nói vậy. À. Nghe mấy người bán nhôm đó là nhôm máy bay. À, người ta nói là nhôm máy bay chứ. Còn nhôm máy bay là nhôm như nào không biết luôn. Mà nồi này gọi là giữ được đồ nóng đúng không? Nó cái miệng nó nhỏ chắc là nó kín hơn. Dạ. Yeah. Nó chứ được đồ nóng lâu hơn đúng không? Cái nồi này là độc quyền. Độc quyền cái nồi này ở Sài Gòn không ai có đúng không? Ở Sài Gòn không có cái hai. Ở đây dưới này đầy đủ hết hả? Tim, lưỡi, gan, phèo, cuốn họng, dạ dày, rồi chiên. Nồi này heo mắc thì cái mấy cái này cũng chắc mắc lên đúng không cô? Đúng rồi, đầu nó hơi mắc. À. Chảo thì ngon ha. Dạ. Mà đồ thì mắc cũng trên hoài. Hôm qua mới lấy rồi đó. Quẩy này mình ăn thêm là thêm 5 ngàn rồi cô. 6 ngàn nữa. Vậy đây nhìn ngon. À đây này có cái cạc visit này. Em có lấy một cái cạc visit cho mọi người xem không? Đây có cái cạc visit đây quý vị. Hai mặt luôn cơ. Hai mặt luôn này, đây này. Cháo lòng bà Út này, số 193 đường Cô Giang quận 1 nhé. Có số điện thoại là 0933 096886 0903081905 nhé. Mọi người ăn cháo lòng thì mình gọi nha. Có giao hàng có mạng không cô? Có các app đó cũng giao cũng lấy được đúng không? Cháo lòng bà Út. Bấm cháo lòng bà Út là có. À, lên bấm cháo lòng bà Út là có. Không chi nhánh, chỉ có mỗi chi nhánh ở đây thôi. Giờ đem lại nhà tiền xe cũng rẻ, có mười mấy ngàn. Dạ. Nhà ăn cho khỏe, ăn cho ngon. Đi ra ngoài giờ cũng sợ. Đó là cô làm cho con tô cháo không lấy lưỡi nhé. Không lấy lưỡi, không lấy tim. Lấy nhiều cái sạch sạch rồi. Cũng hỏng ha. Cũng hỏng á. Lấy dồi thôi. Lấy dồi. Dạ. Bao tử không em? Có bao tử luôn. Bao tử hả? Có bao tử. Bao tử ngon. Thích ăn với cái sần sật. Hai đặt bàn thôi. Rồi nghe. Chạy chạy bàn vào đây cho em ngồi ở đây đi má. Rồi. Ngồi ở đây ha. Ừ, không ngồi đó được. Nhà kìa. Nhà được rồi. Rồi cảm ơn cô. Mình về đây mình ngồi nhé quý. Đây cháo lòng bà Út. Làm lành nhà nấu luôn. Đấy, để mày đi ăn sáng hơi trễ nha quý vị. Nhưng mà đấy để ăn cháo lòng tuyệt vời luôn. Cho cả nhà xem tô cháo lòng cực kỳ ngon luôn.
thì hấp dẫn luôn. Đấy, cháo lòng rất là đặc biệt, có dạ dày này, có cú họng này, có thịt này. Mình không ăn tim với lại ăn gan, ăn ấy nên mình bảo có lưỡi này. Đấy, rất là đặc biệt luôn. Đây nha, đậu nành là cô làm luôn. Người nhớ địa chỉ nhé, cháo lòng bà Úc nhé, 193 Cô Giang nhé. Có cuốn hồng chị? Có em. Đây ăn quẩy 6.000 thêm nhé. Cháo lòng bê lên này ăn đúng là ngon này. Nóng. Ở đây có giá này, chanh, bắt chanh vào đây ăn. Đây có mấy anh người Grab thuốc đi hay đến đây đặt hàng để đi cho khách. Rất là ngon. Đây cô bán 6 giờ sáng, 6 giờ chiều. Ăn thịt sạch rất là ngon. Khoảng 75, 80 năm rồi. Để có này chắc nhiều cô chú anh chị Việt Kiều biết. Ở Sài Gòn hay ghé quán này ăn. Này cũng học. Rất là ngon. Cháo lòng này ăn nóng mới ngon. Ngày Bắc á, cháo lòng thì có thích một cái muối rau thơm nữa. Mà đây không có rau thơm. Cú họng ngon quá. Ai quẩy mình cho quẩy nhá. Chưa hết ăn quẩy. Cái này có huyết chứ gì huyết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con về nhiều. Hai câu một cái. Hai câu. Hết mà to là đi, chẳng biết nữa. Rồi cái chi quá xương rồi. Rồi rất là ngon. Thánh luôn ha. Đó là không thánh, quá này đủ anh. Dạ đủ, đủ. Nè, đã câu của chị Trinh là để ngủ ngoài đi. Chưa có nước mắm, chưa có chanh. Rất là ngon luôn. Rồi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào, gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Mọi người thấy video này hay hữu ích thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ Kiên nhé. Rồi, xin chào quý vị.